sướng như chuột. Lúa mới về anh em ơi, hôm nay chúng ta được một bữa no nê rồi. Ôi cha ơi, lũ chuột lại cắn phá hết cả rồi. Mấy cái bẫy này không ăn thua gì với lũ chuột ranh mảnh kia hết. Phải rồi, cha đã có cách. Cách gì cũng không ăn thua với chúng ta cả đâu. Mèo ngoan, bắt hết lũ chuột kia cho ta, rồi ta sẽ thưởng. Đại ca ơi, quả này thì nguy rồi. Yên nào, cứ trốn ở đây thì mèo không tìm ra đâu. Trời, con mèo này hung dữ và nhanh nhẹn lắm. Lần này thì chúng ta hết đường quay về rồi. Lũ chuột sợ mất mật rồi. Quái lạ thật, sao chuồng gà trống trơn, chẳng còn con gà nào cả thế này. Ôi, cha ơi, nhìn kìa. Dừng lại, dừng lại. Trời, con mèo này chẳng khác gì con cáo. Cha ơi, cứ thế này thì chẳng mấy chốc chuồng gà sẽ chẳng còn con nào nữa cả. Mà lũ chuột cũng chạy đi hết rồi. Chúng ta còn giữ con mèo này lại làm gì nữa? Ừ, nuôi mãi mới được đàn gà béo. Thôi, giải tán con mèo này đi cho xong. Ai ngờ mèo lại bị đuổi cơ chứ. Bây giờ anh em mình tha hồ tự tung tự tác. Nào anh em, đi thôi. Hoan hô đại ca, chúng ta phải chán bù mấy ngày qua lăng. Bộ đôi người mụn được ưa chuộng tại Ý, Vanessa Acne, mụn rơi xa và láng mịn. Chú cá chuyển nhà. Đau quá. Chị Sống ơi, sao chị không bao giờ chịu đứng im vậy? Đã chảy cuồn cuộn, lại còn mang bao nhiêu thứ bên mình. Nào là đất cát, nào là cỏ cây, nào là gỗ một con thuyền bé. Chị Sống mà lúc nào cũng phải tất bật hối hả. Trời ơi, bao nhiêu thứ như thế, loài cá bé nhỏ chúng tôi cũng phải đến khốn khổ với chị thôi. Cá nhỏ ơi, sao cậu không sang ở với tôi? Nước trong lòng tôi lúc nào cũng mát lành, hiền hòa yên ả. Gió bão đến, bờ hồ sẽ che chắn cho cậu. Cá nhỏ, cậu có thể sang bên hồ nếu muốn. Nhưng tôi nhắc với cậu, sống trên đời yên ả chưa chắc đã tốt. Sống trên đời chỉ có những thứ luôn luôn chuyển, luôn thay đổi mới có thể phát triển và tồn tại mãi. Ôi trời ơi, chị Song, chị khéo dọa trẻ con. Chị không được sống an nhàn thảnh thơi xinh đẹp như tôi, nên chị không vừa lòng đấy thôi. Cá nhỏ, sang đi. Tôi đảm bảo cậu có cuộc sống an nhàn sung sướng, không phải khổ sở vật lộn kiếm ăn giữa dòng nước xoáy nữa đâu. Xin lỗi đã để cậu mắc cạn nơi đây. Cậu hãy quay trở lại với dòng sông. Đó mới chính là nơi cậu nên sống. Cá nhỏ, cá nhỏ, cá nhỏ à. Muộn rồi hồ nước ạ. Cá nhỏ không còn đủ sức để về bên tôi nữa. Bây giờ thì cậu đã hiểu rồi chứ. Cho dù trời phú cho cậu rất nhiều thuận lợi, nhưng cậu cứ ngủ quên trên những điều đó, không cố gắng sống, không nỗ lực và phát triển chính mình. Cuối cùng cậu cũng không thể tồn tại mãi. Đó là quy luật cuộc đời mà. Trả ơn ông lão. Chị là mờ quá, nghỉ một lát đã. Bác Năm, bác Năm ơi. Ồ, chú Trần đấy à. Sao bác lại nằm ngủ ở đây? Bác có biết bức tường này nguy hiểm lắm không? Có gì mà nguy hiểm chứ. Bức tường hoang này đã đổ nát lắm rồi. Gần đây lại mưa bão nhiều. Bác không thấy sao? Sắp vỡ hết gạch rồi. Chẳng biết lúc nào nó đổ đâu. Ồ, không có chuyện đó đâu. Chú cứ lo xa. Tôi đã nằm ngủ cạnh bức tường này cả chục năm nay mà có chuyện gì xảy ra đâu. Với lại quanh đây làm gì có chỗ nào râm mát để ngủ trưa nữa chứ. Bác nên cẩn thận vẫn hơn. Ôi, kẻ nào độc ác thế. Tội nghiệp mày quá. Thì ra là mày. Ta đã cứu mày, sao mày còn lấy mũ của ta? Trả lại cho ta. Đúng là loài vật vô ơn mà. Bộ đôi người mụn được ưa chuộng tại Ý, Vanessa Acne, mụn rơi xa, già láng mịn. Chú đại bàng tội nghiệp. Chạy mau, động đất kìa. Trời, quả trứng ở đâu mà to thế này. Ở đây không có nhà nào cả. Thôi thì tiện thể mình ấp luôn cho rồi. Cha, cha, bạn nhỏ này vừa đạp mạnh ghê. Chắc là hôm nay vỡ vỏ ra hết đây. Này, này, xem này, nó động đậy. Dù hình dáng không giống với các con, nhưng do mẹ ấp ra cũng là anh em. Các con phải yêu thương nhau nha. Này cậu, nhìn cái gì ở trên trời đấy? Thức ăn ở dưới mặt đất cơ mà. Không hiểu sao, nhưng mình chỉ thích nhìn lên bầu trời thôi. Nhìn lên bầu trời làm gì? Có cái gì thú vị trên đó chứ? Cậu thật điên rồi. Này, đi thôi. Mình vừa nhìn thấy một đàn chim bay qua. Ước gì mình có thể bay được như những con chim đó. Anh không thể bay được giống chúng đâu. Và gà không thể bay được, anh hiểu chưa? Đúng là đồ ngốc, lúc nào cũng nghĩ đến những việc không bao giờ có thể xảy ra. Đồ đại ngốc. Kìa con, đừng buồn bã mãi thế. Tuy con không giống chúng ta, nhưng con cũng do mẹ ấp ủ ra mà. Con là một thành viên của gia đình chúng ta. Hãy nghĩ về nhiệm vụ chính là tìm thức ăn trên mặt đất. Đừng nghĩ lung tung nữa con nha. Dạ, thưa mẹ con hiểu. Này, đêm qua mình mơ thấy mình biết bay. Mình bay cao hơn cả ngọn núi trước nhà rồi, bay ra tận biển luôn. Đúng là nói phét. Mình té như này mà còn chẳng bay được nữa là thân hình cậu nặng thế kia thì làm sao bay được. Không có chuyện đó đâu, chuyện đó không bao giờ có thể xảy ra. Cậu đúng là đồ không tưởng, đồ ngốc nghếch. Thế nào mới công bằng? Đói quá. Giá mà có được một con cừu thì tốt biết mấy. Tôi cũng đói hoa cả mắt rồi đây. Anh là chúa tể rừng xanh mà anh không có cách gì ư? Anh nhìn xem, người chăn cừu có súng, không phải đùa đâu. Phải nghĩ ra cách gì chứ. Miếng ăn đến miệng, chẳng nhẽ lại để tuột mất. À, phải rồi, thử cách này xem sao. Được đấy, được đấy. Dừng lại. Ôi. Thế là chúng ta đã tóm được một con cừu. Phần của anh là 2 cái chân của cừu. Cái gì cơ? Sao tôi lại chỉ có 2 cái chân? Có được con cừu này là do công của tôi. Nếu tôi không gầm lên thì bầy cừu có hoảng loạn mà chạy tán loạn như vậy không chứ. Chính tôi là người nghĩ ra cách này. Không thì anh cũng chẳng làm được gì cả. Tôi mới xứng đáng được chia phần lớn hơn. Mày dám tranh phần với tao ư? Mày biết tao là ai không? Chúa tể sơn lâm mà to à? Tao cốc sợ mày. Con cừu là của tao. Cho mày biết thế nào là sức mạnh của chúa tể. Đã thế, mày đừng trách tao. Đến lúc rồi. Hai bác bây giờ mệt lắm nhỉ? Thôi, cứ để chú cừu này cho tôi lo. Không. Không. À. À. Ôi, chén một mình quả là cũng hơi quá sức. Tham thì thâm, các anh quả là chưa thấu hiểu cách sống ở đời rồi.